Kính thưa quý vị, chúng tôi là Kiều Trâm và Hoàng Quân. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình tin tức buổi tối vào tối thứ tư ngày 27 tháng 9 năm 2017. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin kính mời quý vị theo dõi những tin tức đáng chú ý sau đây. Người Kurd tại Iraq đã bỏ phiếu chấp thuận đòi độc lập. Ông Soyebo được bầu làm Chủ tịch Quốc hội của Đức. Cảnh sát Tây Ban Nha họp bàn cách đối phó với cuộc trưng cầu dân ý tại Catalonia. Hỏa tiễn nhỏ phát nổ khi ông Jim Mattis tới Kabul. Ông Rex Tillerson gặp Ngoại trưởng Cuba tại Washington DC. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết trong phần tin thế giới sẽ được mở đầu với Hoàng Quân. Hoàng Quân xin được mở đầu với phần tin thế giới. Kính thưa quý vị, người Kurd ở Iraq bỏ phiếu chấp thuận đòi độc lập. Kết quả vừa được công bố vào ngày 27 tháng 9 cho thấy những người Kurd sống ở vùng tự trị miền Bắc Iraq trong cuộc trưng cầu dân ý ngày trước đó đã bỏ phiếu chấp thuận được độc lập tách rời khỏi Iraq. Ủy ban bầu cử và trưng cầu dân ý của người Kurd cho biết theo kết quả ghi nhận được thì có 72% người Kurd có đủ tư cách bỏ phiếu đã tham gia trưng cầu dân ý. Trong đó có tới 93% số người bỏ phiếu chấp thuận thành lập một quốc gia độc lập, chỉ có 7% bỏ phiếu phản đối. Cuộc trưng cầu dân ý của người Kurd lần này đã khiến cho không những chính quyền Iraq mà chính quyền các nước láng giềng là Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cũng nổi giận. Chính quyền hai nước Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ đã cho quân đội tập trận chung ở vùng biên giới hai nước trong suốt thời gian diễn ra trưng cầu dân ý. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng phải theo dõi chặt chẽ cuộc trưng cầu dân ý của người Kurd Iraq vì sự kiện này có ảnh hưởng về đủ các mặt an ninh, ngoại giao, chính trị và kinh tế, nhất là sẽ khiến cho người Kurd ở các nước lân cận với Iraq nổi dậy đòi độc lập giống như vậy. Ông Strubo đã được bầu làm Chủ tịch của Quốc hội Đức. Vào ngày 27 tháng 9, Quốc hội Đức đã hoàn thành một công việc quan trọng trước khi thành lập một chính phủ mới là bầu được ông Wolfgang Strubo làm Chủ tịch Quốc hội mới được bầu. Ông Wolfgang Strubo hiện đang là một tổng trưởng tài chính nhiều kinh nghiệm trong chính phủ. Sau khi trở thành Chủ tịch Quốc hội, sẽ nhường chức lại cho một người thuộc một đảng phái khác. Ông Wolfgang Strubo là người được kính nể nhiều vì đã góp phần giúp cho các khối các nước sử dụng đồng euro thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng tiền tệ, nên Thủ tướng Angela Merkel đang hy vọng rằng với vị thế đó thì ông Strubo sẽ ổn định được Quốc hội Đức nhiệm kỳ hiện tại và đang xáo trộn vì có tới 6 đảng nhỏ cùng hiện diện. Ông Wolfgang Strubo đang được kỳ vọng là sẽ mang lại cho chức Chủ tịch Quốc hội Đức một sức mạnh trong khi từ trước cho tới nay, chức vụ này hầu như chỉ có trên danh nghĩa. Lần đầu tiên kể từ những năm 1950 cho tới nay, một thủ tướng Đức là bà Angela Merkel phải thành lập một chính phủ từ ba đảng liên hiệp lại sau khi mà phe bảo thủ của bà mất đi một phần sự ủng hộ của cử tri và còn đảng cực hữu AfD lại giành được nhiều ghế dân biểu lần đầu tiên trong lịch sử. Cảnh sát của Tây Ban Nha họp bàn cách đối phó với cuộc trưng cầu dân ý ở Catalonia. Thưa quý vị, các cấp chỉ huy cảnh sát ở Tây Ban Nha đã họp tại thành phố Barcelona vào ngày 27 tháng 9 để bàn cách làm sao ngăn chặn chính quyền vùng Catalonia mở cuộc trưng cầu dân ý về việc đòi độc lập tách rời khỏi Tây Ban Nha. Trong số những người tham dự có ông cảnh sát trưởng của vùng Catalonia là ông Josep Lluís Chapero. Biên lý của chính quyền trung ương ở vùng Catalonia đã thông báo cho tất cả cảnh sát địa phương và trung ương tại Catalonia biết rằng hiện giờ họ được đặt dưới quyền chỉ huy chung của Bộ Nội vụ tại thủ đô Madrid. Chính quyền Trung ương Tây Ban Nha đã thông báo sẽ cho cảnh sát tới bao vây các phòng phiếu để ngăn chặn không cho dân chúng tới bỏ phiếu trưng cầu dân ý vì đây là cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp. Chính quyền vùng Catalonia thì tuyên bố vẫn thực hiện trưng cầu dân ý bằng bất cứ giá nào. Cuộc tranh cãi và xung đột xoay quanh ý muốn trưng cầu dân ý đòi độc lập của vùng Catalonia đã đẩy Tây Ban Nha vào một cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng nhất kể từ sau chế độ dân chủ được phục hồi từ những năm 1970 sau nhiều thập kỷ dưới chế độ độc tài quân sự. Saudi Arabia cho phép phụ nữ được lái xe. Vào ngày 26 tháng 9, Hoàng gia Saudi Arabia đã ban hành sắc lệnh cho phép phụ nữ trong nước được lái xe và sắc lệnh sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6 sang năm. Đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử phụ nữ tại Saudi Arabia được cầm lái.
Trước đây, nếu như các phụ nữ tại Saudi Arabia bị bắt gặp lái xe thì sẽ bị phạt hoặc có thể bị tù. Quyết định cho phép phụ nữ lái xe của Hoàng gia Saudi Arabia sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế của đất nước này và tới việc mà nhiều phụ nữ nước này từ nay có thể được đi làm. Kể từ khi ông Mohammed bin Salman, 32 tuổi, lên làm thái tử chuẩn bị nối ngôi, thì ở tại Saudi Arabia đã có rất nhiều thay đổi ảnh hưởng tới trong nước. Tòa Bạch Ốc tại Hoa Kỳ đã ra thông báo ca ngợi cải cách của thái tử Salman cho phép phụ nữ lái xe và cho rằng đây chính là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển nữ quyền ở tại Saudi Arabia. Hoa Kỳ còn cam kết rằng sẽ tiếp tục ủng hộ chính quyền Saudi Arabia trong mọi nỗ lực để phát triển xã hội và kinh tế nhờ vào các biện pháp cải cách dựa theo kế hoạch đã được vạch ra từ đây cho tới năm 2030. Thưa quý vị, NATO tuyên bố tình hình ở Afghanistan càng ổn định càng có lợi cho NATO. Tổng thư ký của khối NATO là ông Jens Stoltenberg vào ngày 27 tháng 9 đã tuyên bố rằng cả Âu Châu và khối NATO đều muốn tìm cách ổn định tình hình ở Afghanistan và nếu tình hình ở đây ổn định thì an ninh của liên quân NATO càng được đảm bảo. Hồi tháng vừa qua thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng đã tỏ ý muốn khối NATO phải đóng góp nhiều hơn nữa cho cuộc chiến ở Afghanistan, trong khi Hoa Kỳ cũng đề ra chiến lược cứng rắn hơn đối với quân khủng bố Taliban và các nhóm phiến quân khác ở đó. Hiện giờ thì Hoa Kỳ đang có khoảng 8.400 quân đóng ở Afghanistan trong khối NATO, chỉ có hơn 13.500 quân đang làm nhiệm vụ yểm trợ và huấn luyện cho quân đội chính phủ của Afghanistan, đồng thời cũng có nhiệm vụ chiến đấu chống hai nhóm quân khủng bố là Al-Qaeda và ISIS. Tổng thư ký của khối NATO cho biết là quân NATO sẽ không quay lại chiến đấu trên chiến trường như những năm trước năm 2014, mà chỉ làm công tác huấn luyện và tài trợ cùng với cung cấp trang bị cho quân chính phủ. Tổng thống Pháp và Thủ tướng Ý hội đàm về việc hợp tác quân sự. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp đón và hội đàm với Thủ tướng Ý Paolo Gentiloni vào ngày 27 tháng 9 tại thành phố Lyon của Pháp. Tại cuộc họp thượng đỉnh này, thì hai nhà lãnh đạo đã bàn về nhiều vấn đề quan trọng trong mối quan hệ của cả hai nước. Trong đó, có kế hoạch là sẽ sáp nhập xưởng đóng tàu của Hải quân Pháp với xưởng đóng tàu Fincantieri của Ý. Chính quyền hai nước dự tính là tới tháng 6 năm 2018 thì sẽ hoàn tất việc nghiên cứu rằng có nên sáp nhập hai hãng đóng tàu hay không và như thế nào. Một nguồn tin từ phía Ý còn cho biết thêm rằng chính quyền hai nước còn nghĩ tới việc chuyện hãng đóng tàu Fincantieri của Ý có thể bỏ tiền mua lại một phần quyền sở hữu hãng đóng tàu STS của Pháp để có thể chấm dứt một vụ tranh chấp kéo dài đã làm cho quan hệ hai nước trở nên căng thẳng trong suốt một thời gian. Biểu tình dữ dội Nam Phi phản đối chính quyền tham nhũng. Thưa quý vị, nhiều cuộc biểu tình đang liên tiếp diễn ra khắp nơi Nam Phi. Trong lúc này thì yêu cầu Tổng thống Jacob Zuma phải từ chức. Nguyên nhân là do ngày càng có nhiều tin tức tiết lộ nhiều vụ tham nhũng ở mức độ trầm trọng trong nước có liên quan tới chính quyền. Phóng viên của đài CNN ở Nam Phi nhận được tin có nhiều đại công ty Nam Phi như là KPMG, McKinsey and Bell Putinger đã dính líu vào các vụ tham nhũng, gây ra hậu quả nặng nề về mặt luật pháp và danh tiếng. Chẳng hạn như vài năm trước đây thì chính quyền của Nam Phi có kế hoạch trị giá hàng mấy triệu Mỹ Kim để tài trợ cho nông dân nuôi bò lấy sữa, phát triển việc chăn nuôi, nhưng cho tới giờ phần lớn số tiền này lại rơi vào tay những người không dính dáng gì tới chuyện nuôi bò. Nhiều công ty hay gia đình nhờ có quen biết với Tổng thống Jacob Zuma mà đã được các công ty như KPMG cho hưởng nhiều quyền lợi vật chất. Các công ty đã thừa nhận sai lầm và cam kết sẽ không liên hệ với những người thân cận của Tổng thống nữa. Nhưng phía Tổng thống Zuma vẫn chưa bao giờ thừa nhận đã khuyến khích hối lộ và tham nhũng. Mexico đã kỷ niệm tròn 3 năm ngày 43 giáo sinh bị mất tích. Ngày 26 tháng 9 là ngày kỷ niệm tròn 3 năm, ngày 43 nam giáo sinh của trường sư phạm Ayotzinapa đã bị mất tích tại thị trấn Icola, tiểu bang Guerrero của Mexico. Nhân ngày kỷ niệm ngày này, có một số người đã biểu tình ôn hòa tại thủ đô Mexico City đòi công lý cho các nạn nhân. Chính quyền Mexico hiện vẫn còn đang tiếp tục công cụ tìm kiếm các nạn nhân. Và cuộc điều tra sự việc các giáo sinh mất tích có thể coi là một cuộc điều tra lớn nhất trong lịch sử của nước này. Giới hữu trách hiện đang xem xét các hình ảnh thu thập được sau khi đã mở rộng phạm vi điều tra ra thêm 60 km xung quanh nơi được coi là xảy ra vụ bắt cóc và mục đích là để tìm những hố chôn thi thể của các nạn nhân đang bị giấu giếm. Chính quyền Mexico khẳng định rằng vẫn tiếp tục ủng hộ cho công cuộc tìm kiếm các nạn nhân và đã truy tố 120 người bị cho là có liên quan tới vụ mất tích. 71 người trong số này đã bị kết tội nhưng vẫn chưa nhận bản án vì thủ tục luật pháp rắc rối ở Mexico.
Cameroon trục xuất 100.000 người tị nạn từ Nigeria. Thưa quý vị, vào ngày 27 tháng 9, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền cho hay là quân đội của Cameroon đã dùng vũ lực để trục xuất 100.000 người đã từ Nigeria bỏ chạy qua Cameroon để tị nạn phiến quân Hồi giáo Boko Haram từ đầu năm 2015 cho tới nay. Một số người tị nạn Nigeria còn bị quân đội Cameroon tra tấn. Tổ chức Giám sát Nhân quyền cho biết việc trục xuất này đã vi phạm nhân quyền, ngoài ra còn vi phạm luật pháp của Cameroon và đã trở thành một trong những vụ trục xuất người tị nạn bất hợp pháp lớn nhất trên thế giới trong thời gian gần đây. Việc trục xuất một số đông người tị nạn cùng một lúc như vậy còn có thể gây ra một cuộc khủng hoảng ở Nigeria vì cùng một lúc phải chăm lo cho một số quá đông người cần được trợ giúp khẩn cấp khi quay trở về vùng đông bắc Nigeria. Hiện giờ Nigeria đang phải đương đầu với hàng triệu người tị nạn chiến tranh đang cần được trợ giúp về thức ăn, thuốc men và nơi trú ẩn, trong khi cuộc chiến kéo dài đã 8 năm với phiến quân Boko Haram đã làm chế nhất 20.000 người thiệt mạng. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và sau một vài thông tin thương mại, Hoàng Quân và Kiều Trâm sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.